Interface là một kiểu trừu tượng tham chiếu trong Java. Nó tương tự như class nhưng có những điểm đặc biệt. Interface có thể hiểu là một tập hợp của các phương thức abstract. Tương tự như các khai báo class thì chúng ta có access modifier. Tuy nhiên, thay vì sử dụng các từ khóa class thì chúng ta khai báo từ khóa interface. Ví dụ ở đây thì chúng ta có interface Fraser Academy nằm trong package edu.fa và có body là một thuộc tính và một phương thức abstract.